Thì hôm nay tôi sẽ build toàn bộ những cái cầu thủ có chữ A đầu tiên mà ưu tiên không phải là hàng quốc dân nhá. Và nó cực kỳ là khó đá. Là ưu tiên. Vị trí ST trước đi anh em ơi. Chữ A đầu tiên. Cho tôi chữ A đầu tiên đi anh em. Con này cũng là một con hàng khó đá đấy. ST này khó đá cực kỳ luôn á. Nếu mà kiểu biệt độ alphabet này thì tôi nghĩ là chữ A sau giờ chấm thì nó sẽ hay hơn chứ. Con này 10 tỷ đắt quá nhở. Đã donate cho Tai GG 50.000 đồng. Cảm kích thật nha. Đắt ạ, à, em gửi học phí ạ. Rẻ, con này rẻ, 10 tỷ. 10 tỷ vẫn là rẻ. Con này 10 tỷ đắt quá nhở. 10 tỷ vẫn là rẻ nhưng mà tôi xếp vào đây đó. Lockman vẫn xếp vào đây đó. Em cho tôi những cái tên khác đi. Adejami ấy, thằng này thằng nào vậy? Wow, Adejami ngon luôn anh em ơi. Ngon luôn, 5 sao kỹ thuật, 3 tỷ 8 này. Chốt nhá, ok. Ngon luôn á. ST luôn mà. Ô được rồi, mua Abukaba đi anh em ơi, 2 tỷ. Rẻ bèo Abukaba đi. Taka. Múa đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Thập kích trần nha. Cho phụ huynh dắt cháu Areola chen hàng vào vị trí gì cây được không ạ? Khả năng là vào cái team này nó không hợp đâu. Thật sự luôn ấy. Múa đã donate cho Tai GG 50.000 đồng. Cắm kích trần nha. Hợp không ạ? Nó là hợp mệnh luôn. Cho ấy bắt hay mà, Angela là bắt hay vẽ nồi luôn ấy. Không hợp đâu, thật sự luôn ấy. Trường học này bảo phụ huynh nộp phí đầy đủ là muốn cháu nào cũng được không ấy. Tôi cũng bao giờ bị đồng tiền nó chi phối đâu mà. Tôi không bao giờ bị đồng tiền nó làm mờ mắt anh em nhá ơi. Không bao giờ. Đây ok anh em ơi, đây rồi, có CB rồi. Con này không phải là quốc dân nhá. Ok, chốt. Đây nhá, tôi có CB rồi anh em ơi, cho tôi hàng cánh. Thì 10.000 đồng. Cảm ơn trưởng nhá. Ano nhà em có thể lên đá CDM được không thầy? Kiến thiết lối chơi ạ. Không được nhá. Không nhá. Ano chỉ đá được ở vị trí RB thôi, nó làm sao kiến thiết được lối chơi được. Thầy đã yếu mà, yếu xìu luôn á. Hiệu trưởng Pio đã donate cho Tai GG 20.000 đồng. Cảm ơn hiệu trưởng Pio nha. Được không thầy, yếu chỗ nào thầy chỉ em với ạ. Ra không có điểm yếu, Ano này không có điểm yếu, nó toàn diện mà, nó toàn diện. Thằng đấy tôi nghĩ đá vị trí tiền đạo vẫn đá hợp mà, nữa là vị trí CDM. Chủ tịch hội học sinh trường Múa đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Thầy nghĩ sao về cháu AIF VTA 8 giá 3 tỷ 2 được không ạ? Ai luôn, mốc ok nha, cộng 8 nha. Khả năng là con vợ khoa này đang treo con này. Đang treo này 3 tỷ 2 trong min đúng không? Em trong min đúng không? Múa đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cảm kích trần nha. Cảm ơn thầy, em gửi anh ít cà phê xúc ảo ạ. À. Ok, anh xin nha. Chữ A biết nào nhỉ? Bỏ mẹ thằng ấy ra xem nào, xem dùng chữ A không ta? Hiệu trưởng Pio đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cảm hiệu trưởng Pio nha. Thầy có biết chữ A nào mà cái đáy nó rộng vậy không thầy? Có chữ A mà, mẹ có chữ A trong truyền thuyết thế mà. Đây như này, chữ A này còn gì nữa. Xếp thử xem nào. Nết cho Tai GG 10.000 đồng. Cảm kích trần nha. Ờ ông Google cả chữ A như thế nào luôn. À ông luôn. 5 minutes later. Má, xếp mãi bây giờ chữ A, ok. Đó, đúng, chính xác luôn. Chữ thật đơn. Tấn công cân bằng này. Chạy chỗ đi, mấy con này để hết chạy chỗ thôi. Đấy, còn mấy con này để giữ vị trí hết anh em ạ. Công thủ chắc một tí. Múa đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cảm kích trần nha. Áo Australia nhé thầy. Còn đội bóng châu Á này hơi yếu. Bóng châu Á này nó hơi đuối. Học sinh trường Múa đã donate cho Tai GG 50.000 đồng. Yếu chấm hỏi. Khỏe. Áo này khỏe cực kỳ luôn ấy. Áo Australia ok. Quá Nhi đã donate cho Tai GG 1 triệu đồng. Đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Chẳng Quá Nhi chữ nha. A mà đánh vần mãi chả được thì làm sao viết được chữ A với chữ ớ hả thầy. Này mà anh nào bảo máy dập cầu giấy thì tôi cũng ạ. Tịch hội hay học quá. Sinh trường Múa đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. AIF lên đá cao một tí một bàn 10k tin chuẩn. Cái gì cơ? Lên cao một tí đá một bàn 10k. ST. ST luôn. Không nói nhiều. ST luôn mà. Một bàn 10k đúng không? Một bàn 10k đúng không? Ui. Về. Ui, thoát quá. Ôi. Quá Nhi đã donate cho Tai GG 1 triệu đồng, đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Đang định cố vấn thầy mặc áo đội tuyển áo thì chọn Úc mất rồi, thôi Úc cũng được mặt cười. Ôi, tao Quá Nhi nhá, cảm ơn em nhiều. Úc mạnh mà, mạnh ai lấy đá. Ui, nó chọc cái đến tận gôn luôn kìa. Ui, có tim mày khó đá đấy. Đội hình vần A luôn, cầu thủ vần A luôn. Áo cũng vần A luôn.
Chris Chan, chủ tịch hội học sinh trường múa đã donate cho Tai Zizi 10.000 đồng. Frank chuyên nghiệp vã cho Zen A luôn. Nó ở cái tầm đẳng cấp, em hiểu không? Thôi làm sao tôi thua được cái danh chuyên nghiệp này anh em. Chuyên nghiệp này tôi vã cái 1. Allen. Mẹ chửi quả điệu thế nhở. Uầy, Abubaka kìa. Úi dồi ôi, ngoặt lại tí thôi là mất môn bóng rồi. Về em ơi. Ờ mày. Ok. Không vào. Ờ mày. Abubaka chấn thương. Ra ngoài, đúng rồi, ra ngoài nữa này. Thắng đã donate cho Tai Zizi 200.000 đồng. What? Chắc đội bạn cũng khấn rồi. Cảm ơn Thắng nhiều, cảm ơn em nhiều nhá, cảm ơn Thắng nhiều nhá. Mệt thế nhỏ Thắng ơi. Không biết nữa. Rõ ràng là tôi bấm truyền lại, thế đéo nó lại truyền thẳng. Ô, Chris Chan, chủ tịch hội học sinh trường múa đã donate cho Tai Zizi 10.000 đồng. What? Phối hợp với biển quảng cáo 10k cho 10 điểm. 10k cho 10 điểm. Quái là lỡ tay, quái lỡ tay bấm nhầm anh em ơi. Cho Tai Zizi 10.000 đồng. Ô cảm kích Trần nha. Dường như IF hơi khó đá thầy nhỉ. Dễ đá. Dễ đá mà, nhưng mà tới giờ đéo thấy nó đâu anh em ạ. Niệm. Làm sao mà niệm được. Adeyemi. Giờ này mình gì bác. Xong rồi để nó phản công chết luôn. Đen dữ vậy. Đen nữa đấy. Mày đỡ. Chris Chan, chủ tịch hội học sinh trường múa đã donate cho Tai Zizi 10.000 đồng. Cảm kích Trần nha. Anh cảm thấy quá sức, anh cứ nói, có làm sao đâu. Đá cái team này quá dễ luôn ấy. Thật sự đá thêm này quá dễ luôn. Mày. Ôi dồi ôi. Cặp cái trần nha. Cháu IS nhà em hơi quá sức hả anh? Cháu đá được mà. Này, ghi bàn, thật sự là ghi bàn luôn bây giờ này. Thấy chưa? Người nắm giữ vận mệnh rank chuyên nghiệp. Ui không vào kìa. Chẳng có nhẽ là 2 trận hòa. Ô. Tai Zizi xét tôi không bao giờ hòa rank chuyên nghiệp. Tôi thua. Chưa bao giờ thua ở danh chuyên nghiệp. Chưa bao giờ. Trong cái sự nghiệp cầm quân của tôi, chưa bao giờ biết thua danh chuyên nghiệp là gì. Nhưng bây giờ thì có. Ok.
Con Nguyên, con Nguyên. Đừng nghe thơ, đừng nghe thơ. Nope. Donate cho Tai GG 10.000 đồng. Cảm kích trận nha. Thôi không có gì phải buồn anh ạ, có thực lực mình mới buồn chứ. Ôi, ao bù cao, ao bù bạc ca kìa. Đồng. Đọc quá nhi nhá, lại nhót giật mình. Nhót tên khoa học Elaeignus latifolia là loài thực vật có hoa thuộc họ nhót được các von Linné mô tả lần đầu năm 1753. Loài cây này được trồng phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Cây bụi có cành trườn, có thể dài đến 7 mét, thường có gai. Hoa, rễ và lá có thể dùng làm thuốc. Phòng 4, học sinh sinh học luôn vậy. Ai hỏi? Giáo viên Bắc Tham. Tôi nghĩ là cái trận này tôi sẽ giành thắng dễ dàng đấy. Anh nhìn cái trận này cầu thủ nó kiểu nó thanh thoát hơn rồi đấy. Nó không kiểu đần đần như trận trước rồi. Thanh thoát hơn rồi anh em ạ. Easy 10.000 đồng. Một cái trận thôi. Vẫn là hơi quá sức. Cái trận đừng đỏ anh nữa được không? Không quá sức tí nào luôn á. Không phải. Bàn thắng đầu tiên. Trời ơi. Bàn thắng đầu tiên đây rồi. Không chơi 10k nhưng mà vấn đề phải truyền quả đấy anh em ơi, phải truyền quả đấy, không truyền thì không ăn được. Nói cái gì nữa đây? Họ bù bắp chưa? Nẹt thế nhở? Em đang bị ghẻ lạnh ở trong cái team này. Không ai khen cả. Quá Nhi đã donate cho Tai GG 1 triệu đồng. Đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Đọc Quá Nhi nhá. Để em khen thầy nhé, mặt cười. Ok, em khen đi, em khen đi. Anh đang vỉnh tai lắng nghe đó. Nhưng mà trận này nhá, nếu mà có quả bàn thắng bằng sút phạt ấy, thì nó là net luôn. Netflix luôn ấy. Chris Chan đã donate cho Tai GG 10.000 đồng. Đá rank chuyên nghiệp mà tập trung ác. Đồng. Vị chưa? Nhìn cái thằng kia 1m67 nhìn hài vãi. Sổi Zigon nó là đẳng cấp. Ôi là đỉnh cao của Zigon luôn á. Zigon đúng đẳng cấp luôn mà. Chớ này. Chờ nữa này. Ô. Nhấp một dịp nữa là mất. Ôi dồi ôi, kiến tạo kìa. ZD nè. Ok chưa? QD. Tôi đi rồi. Các cụ gọi. Uầy. Chớ luôn. Nào. Không biết nữa. Không biết nữa. Đừng nói gì cả. Hai cháu Areola với IF nhà em gánh sự nghiệp thầy còng lưng nhé. Thế này mua ghê vậy? Mua với chúng tôi à? Mua với chúng tôi à? Mua với chúng tôi à? Mua nó đi. Nóng đầu nãy giờ con vợ này cứ mua tôi hoài. Piu. 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 Nào, chơi không?